Đồ Gỗ Thành Luân xin kính chào quý khách. Hôm nay là ngày 25 tháng 11 năm 2018. Và Đồ Gỗ Thành Luân chúng tôi xin trân trọng giới thiệu quý vị một bộ bức tranh Vinh Quy Bái Tổ bằng gỗ vụn. Có kích thước là dài trên 2m và rộng trên 1m. Và kích thước này và bức tranh này cũng đã có chủ nhân, chúng tôi cũng không cần công bố hết cái kích thước này. Cái bức tranh này đã có chủ nhân, đó là anh Hùng, anh ở phố Trường Chinh, thành phố Hà Nội. Anh đã đặt hàng Đồ Gỗ Thành Luân chúng tôi. Và hôm trước thì chúng tôi cũng đã giới thiệu hai bức tranh này lúc còn để mộc, và ngày hôm nay thì chúng tôi là hoàn thiện xong phần hoàn thiện cuối cùng và chuẩn bị đi bàn giao và lắp đặt cho gia đình nhà anh Hùng ở phố Trường Chinh, Hà Nội. Đây là bức tranh Vinh Quy Bái Tổ được Đồ Gỗ Thành Luân chúng tôi được làm chất liệu gỗ vụn 100% gỗ vụn, và đây là bức tranh liền tấm, liền khối luôn, không chắp vá, không chắp ghép, một bức tranh rất lớn, kích thước là dày 6 phân. Hôm trước thì chúng tôi quay hai bức, thì là hai bức đều đã có chủ nhân, một bức là của một anh khách hàng, anh Trương ở Đắk Lắk. Ngoài bức tranh Vinh Quy Bái Tổ gỗ vụn hàng như này ra, Thành Luân chúng tôi ở xưởng sản xuất và cơ sở chúng tôi vẫn còn rất nhiều các bức tương tự. Khách nào có nhu cầu vui lòng liên hệ với Thành Luân chúng tôi theo hai số điện thoại là 0967110389 hoặc 0972770888. Chúng tôi chuyên nhận đặt hàng theo yêu cầu về mẫu mã, kích thước và là gỗ. Video khi đang xem được chúng tôi quay tại cơ sở 1 của Đồ Gỗ Thành Luân, nằm tại đầu thôn Ngải Khê, xã Tân Dân, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội. Cơ sở 2 chúng tôi nằm tại số nhà 71 và 73 phố Văn Cao, phường Đằng Giang, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng. Và cách cơ sở 1 chừng khoảng 1 km về khu vực phía làng nghề là xưởng sản xuất của chúng tôi, làng Mộc, thôn Gia Phú, xã Tân Dân, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội. Và phía bên cạnh đây là một bộ tranh tứ bình 4 mùa bình an bằng gỗ vụn Tam Quảng Bình của chú Nhuần ở La Cả, Dương Lội, Hà Đông. Rất chi là nhiều các sản phẩm của chúng tôi là phải bàn giao. Phía trong này vẫn còn rất nhiều các bức tranh Vinh Quy Bái Tổ mà chúng tôi đang xếp hàng loạt đây, 1, 2, 3, còn rất nhiều tranh. Khách có thể vào trực tiếp cơ sở rồi để tìm ngưỡng các sản phẩm đỉnh cao đẳng cấp mang thương hiệu Đồ Gỗ Thành Luân. Nhân vật chính trong clip này vẫn là bức tranh Vinh Quy Bái Tổ của anh Hùng ở phố Trường Chinh, thành phố Hà Nội. Quý khách nào có nhu cầu muốn sở hữu các bức tranh tương tự hãy vui lòng đến trực tiếp cơ sở hoặc là điện ngay chúng tôi. Đặc biệt như anh Hùng này, anh Hùng cũng không cần phải về xem mộc, anh Hùng chỉ cần nhấc điện thoại lên gọi cho chúng tôi là anh đã có một bức tranh đẹp rồi, và đúng ý muốn của anh. Thay mặt Thành Luân xin trân trọng cảm ơn anh, Thành Luân chúc anh Luân luôn mạnh khỏe, hạnh phúc. Tôi xin được tạm dừng video clip ở đây. Xin chào và hẹn gặp lại các khách trong video clip sau. Trân trọng cảm ơn.